Xin chào đại gia đình, xin chào cả nhà. Em Quá, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ, chuyên gia bán đồ gia dụng nội địa Nhật, tạo áo xí mụ như chai đâm dịch đều có hết nha. Hôm nay xin phép giới thiệu một con em máy, con này gì đây, food plus, con này là cao cấp hay sao này em không biết nữa. Thường thường con view kia mà nó để hào không để chữ này ha. Con này là full đầy đủ nguyên hộp, nặng 4.2 kg giùm quên mất tiêu. Tập thể dục không biết máy chơi game hay là máy tập thể dục không biết nữa nha. Rồi full thùng này đủ ha, có hai cái miếng giấy kẹp cắt tông hai bên ha, một cái miếng giấy sử dụng trước khi dùng không biết cái gì luôn. View của hãng Nintendo, bỏ quăng bên miếng giấy không biết làm gì luôn, được quăng bên luôn. Cái bọc chùm nó đó nha, em tháo ra chùm lại, tháo qua bên luôn. Rồi đây, rồi nặng cực kỳ nha, 4 kg mấy lần á. Rồi full thùng thì rồi luôn, không bãi mẻ, không nứt, không găng gì hết ha. Em thì dốt không biết sử dụng cái này, rồi thử quay phim không bãi mẻ với lên nguồn ok thôi, chứ cách sử dụng sao nhiều khi em không có phụ tùng hoặc là không có cách xài nữa, quý khách cũng thông cảm giùm em. 4 cái chân này giống như 4 cái chân của mấy con cảm biến hay sao. Rồi lắp pin, rồi em test thử cho quý khách xem nha. Con này 6V kẹp vô, trừ cộng, đây cái nguồn ha. Đó. Nó chớp chớp lên nguồn nha các khách. Đó. Không biết nó còn cái gì, nhận cái gì không thì thua, bó tay chấm cơm nha. Đó. Rồi, ok. Quý khách cô chú anh chị em nào mà rành hiểu biết hay là muốn nghiên cứu thì liên hệ em qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok qua số điện thoại 0939396480 ha. Rồi, con này là con cuối cùng, em có 3 con, không bán 2 con rồi. Con này là con cuối cùng luôn, con đẹp trở lại. Rồi quý khách cô chú anh chị em nào có nhu cầu mua xài nghiên cứu gì đó liên hệ em ha, qua Zalo, Facebook, YouTube, Chợ Tốt, Messenger, TikTok của số điện thoại 0939396480. Em xin nhắc lại nha, con này bán giá công khai là 350.000, chưa bao gồm phí ship, ship toàn quốc 40.000, tại nó nặng tới 4 kg mấy 5 kg lận. Rồi một lần nữa em xin chào và xin hẹn gặp lại quý khách vào dịp khác nha. Em xin cảm ơn.